Sau một khoảng thời gian băng giá kéo dài trên khắp trái đất, lớp băng đang dần tan ra, ở khắp nơi tạo thành các hồ nước, nơi các con vật tha hồ bơi lội và đùa nghịch, như đang được sống trong một công viên nước đích thực. Chúng thoải mái chơi, và mọi con vật đều cố gắng tranh thủ dịp này, để thể hiện tài năng bơi lội của mình. Có lẽ, thiên nhiên đã cố tình bù đắp cho những con vật bé nhỏ, sau một khoảng thời gian dài chúng phải sống trong băng giá. Và những nhân vật chính của chúng ta cũng không nằm ngoài cuộc vui này. Manny, Sid và Diego cũng đã có mặt tại đây, bên cạnh vô vàn các loài thú khác. Chúng vẫn luôn đồng hành cùng nhau qua những khoảng thời gian và sự kiện đã qua. Sid của chúng ta thì vẫn thế, vẫn luôn là tâm điểm của những trò hề trong nhóm. Nó luôn có những hành động dở hơi, khiến Manny và Diego phải ngán ngẩm anh bạn đồng hành này. Nào là làm trò với quận dây rối, cố gắng lấy le với gái, nhưng thất bại muối mặt tinh tướng với đám trẻ con, thì bị bọn nó treo ngược lên cành cây đập cho túi bụi, như trò đập bình trong dân gian. Hơn thế, còn bị bọn con nít đem đi chuông sống, đúng là thất bại thảm hại của loài người mà. Cũng may có Manny và Diego luôn bên cạnh bảo kê cho nó, giúp nó thoát khỏi mớ bòng bong hỗn lộn vừa gây ra. Như bị động vào lòng tự trọng của bản thân, Sid vẫn quyết tâm chứng minh cho cả đám thấy, mình không phải là con người hạng xoàng. Manny và Diego như đã quá quen với tính cách của Sid, hai đứa mặc kệ Sid và chuyển qua chơi với đám trẻ em, đang hoa hao bất tuyệt về những câu chuyện kỳ ảo trong chuyến hành trình của mình. Thì bị bọn trẻ bắt bẻ và hỏi về gia đình của Manny, khiến chú cứng họng không biết xử lý như thế nào, vì chú đâu có biết gì về gia đình của mình đâu. Bọn nó còn nói rằng, giống voi ma mút đã tuyệt chủng khiến Manny càng lo lắng hơn. Cũng may, bỗng nhiên có điều gì đó khiến cả đám hốt hoảng bỏ chạy, giúp Manny thoát khỏi sự ngượng ngùng này. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì một con hà mã con hét lên rằng thế giới chuẩn bị sụp đổ, cả trái đất sẽ bị ngập trong biển nước, khiến mọi người đều hoảng hốt, nhưng vẫn bán tính bán nghi, hỏi ra mới biết, thì ra chú bé hóng được tin này từ một con rùa tên là Tony. Tony là một con rùa chuyên đi bán hàng dạo cho muôn loài. Nó tung tin ngập lụt để quảng cáo cho sản phẩm mới của mình. Đó là ống thở bằng tre, nó dìm hẳn cộng sự của mình xuống nước để làm tin. Nhưng mà nhìn cái mặt không có tí bảo hành nào của nó thế kia, thì ai mà tin nổi cơ chứ. Bỗng dưng mọi người cùng bỏ qua sản phẩm của con rùa và tập trung lên trên đỉnh núi. Hóa ra sự chú ý đó là dành cho Sid. Thật là ngu ngốc, Sid định nhảy từ trên đỉnh núi xuống để chứng minh cho mọi người thấy mình đỉnh như thế nào. Manny hết sức ngăn cản hành động dại dột này của Sid, nhưng cậu ta vẫn quyết tâm thực hiện bằng được. Manny kịp dùng chiếc vòi dài của mình giữ Sid lại, nhưng không may, Manny trượt chân ra phía sau ủi mông vào Diego, khiến cậu ta được trượt băng miễn phí cả đoạn dài. Diego cố gắng đứng dậy, thì phát hiện ra lớp băng dưới chân mình đã vỡ vụn ra hàng trăm mảnh. Cũng may nhờ sự nhanh nhẹn bẩm sinh, Diego đã nhanh chóng nhảy được vào nơi an toàn. Bọn chúng nhận ra rằng, băng ở các nơi đã bắt đầu tan chảy, đúng như theo lời nói của con rùa. Cả đám nhanh chóng xuống chân tháp để cảnh báo với các con vật về sự việc trên, nhưng không những không ai tin, mà còn cười nhạo đám Manny là nhát gan. Bất chợt một con kền kền to lớn xuất hiện, nó cảnh báo 3 ngày nữa băng ở đây sẽ tan hết, tạo thành dòng nước lũ cuốn bay mọi loài. Nếu như bọn chúng không nhanh chóng đến thung lũng, nơi có con thuyền khổng lồ chứa đựng được muôn loài, bất chợt một tảng băng to lớn rơi xuống, khiến cả đám khiếp sợ và càng làm uy tín thêm lời cảnh báo của con kền kền. Thế là bọn chúng bắt đầu hành quân đến vị trí, nơi có chiếc thuyền đưa mọi người về bờ. Trên đường đi, mọi loài luôn nói rằng Manny là con voi ma mút cuối cùng, và giống loài của nó sắp tuyệt chủng. Manny ban đầu không để ý, nhưng mưa dần thấm lâu, đã khiến nó bắt đầu sợ hãi, và lo lắng về giống loài của mình. Cả đám đi không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Đến một vùng cây nọ, Manny bỗng dưng nghe thấy tiếng gầm gừ. Nó tưởng rằng đó là tiếng của giống loài mình, đành thục mạng chạy đến đầy phấn khởi, nhưng buồn thay, đó chỉ là tiếng xì hơi của một con thú, khiến Manny càng thất vọng hơn nữa. Cậu thất vọng và rời đi để lại Diego và Sid. Bỗng lúc đó xuất hiện hai con chuột, chúng dùng ống cây phun hạt vào người Diego và Sid, làm hai đứa vô cùng khó chịu. Cả hai quyết tâm đuổi theo để dạy cho đám này một bài học, nhưng hai con chuột khôn ngoan nhanh chóng chạy vào những chiếc lỗ, khiến Sid và Diego vô tình phải tham gia trò chơi đập chuột. Bọn chúng nhanh chóng dùng tuyệt kỹ hạ gục cả Sid và Diego. Trong khi đó, Manny đang buồn rầu đi lang thang trong rừng, thì bất chợt cậu va phải một con voi ma mút, nhưng lạ thay, con voi này lại thích leo cây hơn là đi bộ. Thì ra, cô voi đang cố gắng tìm mấy đứa e thất lạc của mình. Câu trả lời làm cho Manny vô cùng vui sướng, vì như thế thì giống loài của nó không tuyệt chủng, mà vẫn còn nhiều anh em bạn bè. Nhưng thất vọng thay, những đứa e của cô voi kia lại là hai con chuột đã gây sự với đám Sid ban đầu. Nhưng còn bất ngờ hơn, khi cô ta nói rằng cô ả và hai con chuột kia là ba chị em, và cô là một con chuột, chứ không phải voi ma mút. Sid dù không thích đám chuột kia, nhưng vì sợ tương lai sẽ tuyệt chủng của loài ma mút, nên đã đề nghị đám kia cùng đồng hành, để lựa thời cơ ghép đôi cho Manny và cô ả ma mút kia. Trên đường đi, chúng làm quen nhau và biết được cô ả tên là Ellie. Ellie luôn hành động như một chú chuột thật sự. Nào là núp sau gốc cây, thấy diều hâu thì nằm ngửa ra giả chết, khiến Manny thật sự bẽ mặt cho loài voi ma mút to lớn của mình. Manny cố gắng giải thích cho Ellie rằng, nó là một con voi ma mút, chứ không phải một con chuột. Nào là hai bàn chân, hai cái bóng của chúng đều giống nhau. Nhưng thất vọng thay, cô ả lại nghĩ rằng Manny cũng là một con chuột. Thật là hết thuốc chữa với cô voi ngốc nghếch này.
Cả đám đi qua một khu vực toàn những tảng băng trôi đã nứt vỡ. Diego cảm thấy bất an, nên cố gắng đi một cách cẩn thận hết sức có thể. Bọn chuột vẫn thản nhiên nô đùa mà không biết rằng nguy hiểm đang rình rập ngay dưới chân bọn chúng. Bất chợt, một con cá sấu nhảy lên từ lớp băng tuyết làm cả đám chao đảo. Quá bất ngờ và sợ hãi, khiến Diego đứng hình như tượng. Cũng may Sid đã cắn mạnh vào đuôi Diego, giúp nó tỉnh táo trở lại và thoát khỏi bộ răng sắc nhọn của con cá sấu. Trong khi đó, Manny đang bị quây bởi một con cá sấu khác. Nó vờn xung quanh làm Manny chóng hết cả mặt. Nhưng nhờ có bộ ngà dài sắc nhọn, nên cuối cùng Manny cũng xử lý con cá sấu một cách gọn gàng. Cả đám an toàn tiếp tục cuộc hành trình đi đến thung lũng. Tối hôm đó, bọn chúng đi ngang qua một cánh rừng. Bỗng dưng Ellie nhận ra nơi này quá đỗi quen thuộc, ký ức của nó ùa về. Hóa ra chính tại nơi đây, nó đã lạc mất gia đình và gặp được hai con chuột, và trở thành chị em như bây giờ. Ellie cũng dần nhận ra rằng, thân phận thật của nó là một con voi ma mút, chứ không phải là một con chuột như nó vẫn nghĩ, và bắt đầu cảm thấy ngại ngùng khi có Manny ở bên cạnh. Manny cũng bắt đầu có cảm tình với cô Ellie ngốc nghếch này. Nó muốn bày tỏ cảm tình với cô, nhưng vì những lời nói vụng về của mình, khi nói rằng muốn Ellie cùng mình cứu cả giống loài ma mút, đã khiến Ellie hiểu nhầm. Cô tức giận mắng cho anh chàng một trận tơi bời, và giận dỗi dẫn hai con chuột bỏ đi trước. Cả đám lại tiếp tục hành trình của mình. Lần này, bọn chúng đi qua một vùng đất sương mù bao phủ trắng xóa. Do không nhìn rõ đường nên cả bọn đã vô tình bước vào một hòn mỏm đá trông tranh. Sid và hai con chuột bị rơi xuống vách đá. Manny và Ellie dù đang giận dỗi, nhưng vẫn phải bám vòi vào nhau để giữ cho mọi thứ được cân bằng. Cũng may trước khi mỏm đá sập xuống, cả bọn đã kịp nhảy đến nơi an toàn. Diego may mắn đã được Manny và Ellie cứu khi cố gắng bám được vào hai cái vòi vững chãi của ma mút, thoát chết trong gang tấc và lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đêm đó, cả đám đang say giấc thì bất ngờ, Sid của chúng ta bị thứ gì đó đưa đi một cách thầm lặng trong đêm tối. Khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình đang bi khiêng trên một tấm ván, và xung quanh nó toàn lười là lười. Chúng cúi đầu nghênh đón và còn đặt vòng hoa lên đầu nó như vương miện của một vị vua, khiến Sid ta vô cùng khoái chí. Chúng đưa Sid đến một mỏm đá to lớn, sau đó đưa cho Sid hai viên đá đánh lửa và gọi nó là vua lửa. Sid khoái chí nhanh chóng thể hiện khả năng của mình, và chỉ một tiếng cạch của hai viên đá đập vào nhau, tia lửa éo lên bắn vào mỏm đá làm nó sáng bừng cả một vùng. Cả đám thích thú hò reo nhảy múa tôn thờ Sid như một vị thần. Nhưng bỗng dưng đang cao trào thì bọn nó trói Sid lại và mang Sid đến miệng núi lửa đòi hiến tế Sid, người mà bọn chúng coi là vua lửa, để cầu xin thần linh không cho lớp băng tiếp tục tan chảy. Thế là chúng đẩy Sid xuống miệng núi lửa đang sôi sục. Cũng may, số Sid vẫn phải sống để làm trò cười cho anh em, nên dây buộc đã mắc vào một mỏm đá, giúp nó thoát chết trong gang tấc. Sáng hôm sau, cả đám tỉnh dậy thấy xung quanh băng đã bắt đầu tan chảy khắp nơi, khiến bọn chúng phải đẩy nhanh tiến độ đến con thuyền. Sid thoát chết, cậu lê tấm thân tàn tạ của mình về kể câu chuyện cho mọi người, nhưng đâu có ai tin, cả đám còn cười nhạo và nói Sid bị mộng du. Cuối cùng, bọn chúng cũng đến được thung lũng nơi có con thuyền cứu hộ, nhưng còn một thử thách cuối cả đám phải trải qua. Ngay trước mặt chúng là một vùng đầy những cột khói nóng hổi, nó có thể thiêu trụi mọi thứ nếu như đụng phải nó. Sid vẫn vui vẻ cho rằng đó chỉ là những cột hơi nước không nguy hiểm, nhưng anh chàng vừa dứt lời thì một chú gà tội nghiệp đang tung tăng đi qua, nó dính vào cột hơi nước và đã biến thành món gà quay thơm ngon, khiến cả đám hoảng sợ. Manny và Diego quyết tâm đi về phía trước, nhưng Ellie thì không, nó cảm thấy sợ hãi và quyết định dẫn hai em chuột của mình đi đường vòng, tuy hơi xa nhưng bảo quản được mạng sống. Thế là cả đám tách nhau ra mỗi nhóm mỗi ngả. Vừa đi được vài bước thì một cột khói bất ngờ phun lên ngay trước mặt Manny làm nó choáng váng. Thế là đám Manny co giò bỏ chạy và nhanh chóng cũng bảo toàn được mạng sống qua phía bên kia bờ. Chúng hòa vào dòng các con thú đang di chuyển để tìm đám Ellie, nhưng không thấy đám kia đâu cả. Bất chợt một tảng băng khổng lồ tan ra, dòng nước lũ phun trào, khiến cả đám hoảng loạn bỏ chạy lên con thuyền. Manny vội vã tìm xung quanh, nhưng vẫn không thể được đám Ellie, khiến nó càng lo cho cô bạn của mình. Trong lúc đó, đám Ellie cũng đang bị ảnh hưởng bởi cơn địa chấn này, cả đám bị mắc kẹt trong một hang động. Cũng may Ellie phát hiện ra có một lỗ nhỏ ở trên cao, nó nhanh ý ném hai đứa em ra ngoài để tìm sự giúp đỡ. Hai con chuột nhanh chóng chạy đến đám động vật đang hối hả rời đi. Thật may mắn, bọn nó đã phát hiện ra Manny và báo tình hình. Nước lũ đến mang theo hai con cá sấu hung ác đi theo. Nước đã bắt đầu tràn vào hang động của Ellie. Dòng nước lũ còn làm sập cả cây cầu mà đám Manny đi qua. Cũng may Manny nhanh chóng bám vào một khúc cây và bơi đến chỗ hang động của Ellie. Nó dùng khúc cây chặn vào khe hở để không cho nước chảy vào hang động. Sau đó nó nắm lấy vòi Ellie cố cứu cô thoát ra. Nhưng chưa kịp hành động thì nó đã bị hai con cá sấu hung ác kéo xuống dưới. Manny cố gắng chống trả quyết liệt, tê nhưng đám cá sấu vẫn không buông tha và không ngừng bám theo sau. Bỗng dưng Manny nảy ra một ý tưởng, nó lặn xuống bám vào khúc cây đang chặn của hang Ellie, sau đó đợi hai con cá sấu lao đến. Khi chúng lao đến nơi, Manny nhanh chóng nhảy ra làm chúng lao mạnh vào khúc gỗ, và chạm đó đã khiến cửa hang của Ellie bật ra, giúp cô ả nhanh chóng thoát ra bên ngoài. Manny và Ellie vội vã bơi lên bờ cùng với mọi người. Cũng nhờ hành động dũng cảm của Manny mà tình cảm của Manny và Ellie ngày càng thâm thiết hơn. Cô nàng cảm thấy như đã tìm được một bờ vai vững chãi để tựa vào.
Nước lũ càng ngày càng dâng lên cao, chiếc thuyền cứu hộ các loài vật cũng đã ra khơi, chỉ còn lại đám Manny lênh đênh trên biển nước. Ở trên cao, một con sóc đang từng bước cắm quả hạt rẻ của mình vào tảng băng lớn. Nó cố gắng leo lên đỉnh, hành động của nó tạo thành những lỗ hổng trên tảng băng. Đúng là góp gió thành bão, khi nó tạo ra lỗ hổng cuối cùng trên đỉnh, thì những lỗ hổng tạo thành vết nứt lớn chia tảng băng khổng lồ thành hai phần. Con sóc cố dùng hết sức bình sinh để níu kéo hai tảng băng lại, nhưng dường như điều đó là vô nghĩa. Vết nứt mở rộng, tạo thành khe lớn cho dòng lũ tràn qua phía bên kia của tảng băng. Dòng nước lũ dần rút đi giúp đám con vật thoát khỏi cảnh ngập lụt. Phía bên kia tảng băng như một chân trời mới mở ra. Bất ngờ hơn, một đàn voi ma mút hùng hậu xuất hiện. Điều này khiến cho Manny và Ellie đứng hính mất 5 giây. Hóa ra bao lâu nay, loài voi ma mút bị chia cắt với giống loài khác bởi một tảng băng to lớn, khiến các loài khác nghĩ chúng đã tuyệt chủng. Ellie muốn đi theo giống loài của mình, nhưng Manny thì không, bởi vì lâu nay nó đã quá quen thuộc với những người bạn đồng hành. Điều này khiến cả hai vô cùng lưỡng lự, vì chúng không muốn phải xa nhau sớm như thế. Manny lấy hết can đảm đuổi theo để bày tỏ tình cảm với Ellie, và tình cảm đó đã được chấp nhận. Cả hai quấn quýt lấy nhau, và quyết định cùng đồng hành bên cạnh những người bạn cũ, trong những cuộc hành trình mới đang chờ đón chúng ở phía trước. Phần thứ 2 của bộ phim Kỳ Băng Hà kết thúc tại đây. Theo các bạn, những điều thú vị và mới mẻ gì sẽ đón chờ nhóm bạn thân này trong cuộc hành trình phía trước? Hãy theo dõi những phần tiếp theo của bộ phim này trên Monkey Movie nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.